Và bây giờ mời quý vị cùng đến với phần thi thể hiện mình của các thí sinh thuộc bảng B có lứa tuổi từ 51 đến 65 và xin được bắt đầu bằng thí sinh có mã số 04. Xin chào, mình là Hồng Thúy đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. Mình hiện tại là một chủ quán cà phê nhỏ. Hiện tại mình sống với 6 đứa con. Ông xã mình mất rồi, hàng ngày mình chỉ hát ở quán cà phê nhỏ, hát cho mọi người nghe. Mà năm nay mình được vào chung kết rồi, mình phải đứng ở trên một cái sân khấu lớn để hát cho mọi người nghe. Mình cảm thấy rất là căng thẳng, mình rất là run. Quý vị cứ ủng hộ, cố gắng ủng hộ cho Hồng Thúy nha. Mã số của Hồng Thúy là số 4. Đổi xin trái tim một người.
ngồi khóc tủi tôi bồng bềnh trên phận người, biết ly nào không muộn phiền trên dấu môi, một vạn lê biêng biếng bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì sao thu Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát dự thi Thu Hát Cho Người qua phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy. Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Phú Quang sẽ có đôi lời nhận xét ạ. Hello. Có những cái bài hát mà hoặc là ca sĩ hát rất hay hoặc là hát rất chán, không có hát được. Thì bài như vừa rồi của anh Vũ Đức Song Huyền tôi đánh giá là thuộc loại bài như thế. May mà chị đẩy nó sang phía là được. Tức là chị đẩy sang cái phía hay, tức là chị nghiêng về phía hay một tí. Mà tôi tin là chị phải mang cả cuộc đời chị vào hát cái bài này thì nó mới ra được. Có những bài mà người ta chỉ cần hát nhạt nhẽo đi một tí thôi là cái bài hát nó không còn thiết giá trị gì cả. Thì bài này là tôi cũng thích cái bài này của anh Vũ Đức Song Huyền. Và bài này là tưởng là dễ hát nhưng mà cũng là khó hát. Thì tôi thấy chị vừa rồi là ổn. Chắc là chị cũng phải đau đớn nhiều và cũng nhớ nhiều rồi. Xin được cảm ơn những nhận xét của nhạc sĩ Phú Quang. Và nếu yêu thích thí sinh Hồng Thúy, quý vị có thể soạn tin nhắn với mã số là 04 gửi về cho tổng đài 8534. Xin cảm ơn chị Hồng Thúy.